đây chính là những đường phố tăng tốc tiến lên tỏa sáng everywhere I go. Liên đầu lạnh tim nóng Vinverse you. Ở tập 1, bốn đội trưởng đã chính thức bắt đầu cuộc tuyển chọn trên khu phố của mình. Chibu mở đầu bằng việc trao cùng lúc 6 chiếc khăn. Trái lại với sự hào phóng ấy, Trọng Hiếu khá khe trong từng quyết định. Mặt khác, Kay nhanh chóng chọn ra những tuyển thủ tốt. Bảo Anh lại luôn chân thành bày tỏ sự tôn trọng với các dancer kỳ cựu. Trong những diễn biến tiếp theo, ai sẽ được trao khăn? Tiết mục nào sẽ khiến khán giả choáng ngợp? Câu chuyện nào sẽ chạm vào trái tim của các đội trưởng? Tất cả sẽ có trong tập 2 của Street Dance Việt Nam. Đây chính là những đường phố tăng tốc tiến lên tỏa sáng everywhere I go. Tất cả chú ý, tất cả chú ý, trận chiến giành khăn ở quảng trường trung tâm sắp bắt đầu. Trận chiến giành khăn, các đội trưởng phải chọn ra những tuyển thủ tốt nhất để tham gia các trận đấu giữa các khu phố với nhau. Nếu thắng sẽ được thêm khăn, nghĩa là thêm quyền tuyển chọn cho khu phố của mình. Hãy đến với sự náo nhiệt của khu phố Chibu nào. 1081, Lý Xuân Lợi. Lý Xuân Lợi là ai ta? Lý Xuân Lợi là bạn Quách Kiên đúng không? Lý Xuân Lợi ai ta? 1081, Lý Xuân Lợi. Khu phố Chibu được mệnh danh là khu phố nhan sắc mọi người ạ. Tất cả những các bạn tuyển thủ trong khu phố ở Chi là kiểu Điều đầu tiên mà bạn ấn tượng Chi á là bởi ngoại hình. Phải công nhận là đẹp trai. Nhan sắc thì cũng quan trọng á, nhưng mà mình thích xem thực lực hơn. Không biết ở đây có ai là B-boy muốn lên battle với Lợi không ạ? Cô Hy đã tới, chắc chắn phần của Nao đó phải thuộc về cô Hy. Nghe nói là cô Hy là một người đầu tiên mà nhảy breaking ở Việt Nam ấy. Khi mà cô Hy call out mình ấy, mình rất vinh hạnh ấy để đấu được người old school, người mà trong cộng đồng nhảy lâu lắm rồi. Wow.
nó đau quá. Mọi người thấy sao ạ? Nếu mà đã để cô Hi battle rồi thì thôi, như là xong chuyện. Chúc mừng hai bạn. Hai khăn luôn hả? Hơi dễ, phải xét lại một tí. Chị có thể hỏi một chút là bạn đến từ đâu không? Mình là người Anh gốc Việt, nhưng mà chuyển đến Việt Nam 3 năm rồi. Và bạn đến Việt Nam để làm gì? Đến đây để làm này làm kia. Vậy thì bạn có đang enjoy cái moment quảng khăn này không ạ? Yeah. Trước tham gia chương trình nhảy đường phố, mình chưa biết Chibu là ai. Nhưng mà lúc mà Chibu bước lên sân khấu thì Chibu rất là xinh đẹp. Đề nghị ngưng thả thính, tôi không chấp nhận. Bạn có thể giới thiệu về mình không? Đây là cô Hema. Mình đang trong quá trình kỹ thuật. Khi nghe câu chuyện của bạn thì chị rất muốn trao cho bạn một cái ôm, tại vì bạn là một người rất kiên cường và sau 10 năm breaking mà hôm nay bạn vẫn làm được music skill mà chị nghĩ rằng là wow, respect, cảm ơn bạn rất nhiều. Song Linh và Gia Linh ạ. Xong lên, lên hả? Máu lên, máu lên. Mong chờ rất là lâu rồi. Hai bạn cũng là một trong những gương mặt rất là nổi bật của nhảy đường phố Việt Nam. Và mọi người có thấy là hai bạn này xứng đáng hai chiếc khăn không ạ? Hai khăn, đồng ý. Cái này là chính xác rồi, không bằng những đàn, chính xác. Thế này là nhất hai bạn rồi. Các bạn nữ không chỉ xinh đẹp đâu nha, mà còn rất là đầu tư, rất là sáng tạo và kỹ năng nhảy múa thì tuyệt vời luôn mọi người ạ. I love you. Hãy cùng di chuyển qua khu phố của đội trưởng Bảo Anh để xem tình hình tuyển chọn như thế nào nhé. Tiếp tục nha, 1035 Đỗ Gia Huy. Em là Trinh Trinh, em đến với Street Dance Việt Nam là vì em muốn chiến đấu cho chính em và cả cộng đồng của em nữa. Ok, yeah. Trông là thấy thích rồi đó, không biết sao. À,
mê cái thái độ này quá. Giờ sao mọi người? Ok, em nghĩ là em sẽ được khăn thôi. Thái độ? Em cho chị 3 giây để đưa khăn cho em. Một cái thái độ mà nó rất là thấy ghét nhưng mà mình không thể ghét được ấy. Ok, welcome. Em chắc chắn là mình là một người độc nhất vì không ai có thể giống em được. Và cái style của mình có cái nét riêng. Và em nghĩ là mình sẽ viết nên câu chuyện hay ho bằng Wacking. Khi mà mình nhìn thấy Jean Watt thì mình bảo là thôi chết rồi, tôi phải có cái tuyển thủ này ở trong cái Street Dance mới được. Tại vì phải cho khán giả nhìn thấy cái sự hay ho này. Cho nên là mất một khăn. Và nhớ là ngày hôm nay chị Bảo Anh đã trao cho em một chiếc khăn. Sau này vào trong vòng trong thì nhớ chị nhé. Ok. Yeah, thank you. Cứ đợi đi nhé. Quán quân là của em. Cái cúp đó sẽ thuộc về tay em thôi. See me. Thấy gì chưa? Khăn đó. Muốn có khăn không? Uống cái này nha. Mirinda, ngon sáng lưỡi, bừng sáng tạo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang có mặt tại khu phố của Trọng Hiếu. Trời ơi, mình warm up với Trần Thành nhé. Mình có gì mình chơi đâu. Bây giờ tôi cần dancer for real. Bạn tên là gì ạ? Ok. Huy TK đúng không? Ok. Hiểu biết được là Huy có một khao khát là battle với ai ạ? Who's that? Là ai đó? It's a TF star. TF star và Huy TK, mọi người giới thiệu về nhau nào. Làm như là không quen nhau là sao hả? Vâng, mình là TF Star Vũ Tùng Phương. Và đến đây đơn giản chỉ để nhảy, thế thôi. Thì người ta hay bảo là con hơn cha là nhà có phúc. Thì đây anh Phương cũng như là cha em và là thầy em. Thì bây giờ mà vượt qua được anh Phương ở một nơi như thế này thì còn gì nghĩa hơn. T-Rex, here we go. Yeah.
Tôi đã từng gặp Vũ Tùng Phương cách đây rất là lâu rồi. Sau bao nhiêu năm gặp lại? Thật sự quá xuất sắc. Cách Phương đặt ra một cái vấn đề nó rất là thông minh. Các bạn thấy là Phương lặn lại, Phương làm một cái hình con bướm. Tự nhiên tất cả mọi người mê con bướm. Tất cả những con người trong này đều là những người mà đã làm nên tên tuổi của popping ở Việt Nam. Chính xác. Thế là chúc mừng Tiesta. Ba thằng xứng đáng một tràng pháo tay nồng nhiệt, quý vị. Thank you. Thank you. Team Trọng Hiếu chính là team có nhiều khăn nhất. Chẳng lẽ trong 25 cái khăn đấy không có cái khăn nào thuộc về VTK? Cảm giác như kiểu cảm giác mình chỉ muốn khóc luôn đấy. Vào tràng pháo tay cho người anh em của tôi, thưa quý vị. PTK rất là dũng cảm, không phải là kiểu muốn thể hiện là mình giỏi hơn thầy của mình, nhưng mà PTK dùng cái battle đó để vượt qua cái giới hạn của bản thân mình. Như thế là Hiếu cảm thấy rất là respectful. Great job, great job. Được đấu với thầy thấy thế nào? Thật sự là đầu hơi sợ, nhưng mà thật sự lúc càng đấu thì em càng thấy kiểu khoái hơn. Đây là một niềm tự hào của mình, rất rất tự hào. Và cái niềm tự hào đấy cũng như niềm sự tin tưởng và tình yêu đối với chàng trai này. Khu phố Trọng Hiếu quá nhiều người giỏi, biết thế mình chạy sang phố Chipu. Đẹp trai là được quà, ớt sợ. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Glow up, cực thơm mát, sát gần nhau. Bây giờ thì đến với một người mà đi theo thể loại điên đạo nhá. Có ai theo trường phái này không ạ? À? À, thưa quý vị, Đăng Quân, một người quen. Nếu như mà mọi người có theo dõi mình cũng như Đăng Quân trước đó bởi So You Think You Can Dance thì mọi người có thể biết đó là hai cậu bạn 16 tuổi cùng nhau, một người quán quân, một người áo quân của chương trình. Xem bạn đầy mà chi rơm rớm nước mắt luôn á.
Chi xem Đăng Quân diễn mà Chi rưng rưng nước mắt luôn á. Rồi chị cảm thấy đã lâu lắm rồi mình mới được thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật thực thụ như vậy. Sao kì? Cái năng lượng của bạn á, nó cho Chi nhìn thấy rằng là bạn yêu nhảy múa nhiều đến thế nào, bạn đam mê nhảy múa nhiều đến thế nào. Thực sự là giây phút này trái tim đã chạm đến trái tim. Mình nghĩ rằng là có rất nhiều người đang luyện tập những cái skill bên ngoài mà mọi người không thật sự luyện tập những cái ở bên trong. Còn của Đăng Quân thì mọi thứ từ bên trong của bạn ấy vô cùng mạnh. Các bạn có biết không? Người ta thường làm một cuốn phim như cách người ta làm một bài nhạc. Là bởi vì cái cuốn phim đó nó phải đi theo cái cảm xúc giống như là một bài nhạc dẫn khán giả đi. Thì ngược lại, khi chúng ta đến với một bài nhạc mà diễn đạt nó không những chỉ bằng lời ca hay là bằng những động tác như các bạn, thì chúng ta cũng diễn đạt một bài nhạc như một cuốn phim. Nó là một câu chuyện mà chúng ta muốn mang cái thông điệp đến cho khán giả, không những chỉ là những động tác mà các bạn đã tập trong suốt những năm qua, mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ là các bạn bỏ những động tác đó vào cái khuôn nhạc nào, thời điểm nào, và các bạn tạo ra loại cảm xúc gì khi bật ra động tác đó. Nó có mang đến thông điệp cho người khác không? Nó có chạm được vào trái tim của người khác không? Với quyết định ngày hôm nay, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì Chi nghĩ rằng là đây không chỉ là một màn thi mà nó còn là một màn trình diễn rất là tuyệt vời để dành tặng cho tất cả các anh em ở đây. Cảm ơn Quân. Lý do tại sao mà đến bây giờ tụi mình vẫn rất là thân với nhau, bởi vì mẹ của mình và mẹ Đăng Quân đều bị bệnh và mất cùng một lý do. Hai anh em mình có đặt ra một cái lời hứa với nhau và đặt mình phải làm lại được cái điều mà mình đã hứa với nhau 6 năm trước. Tụi mình sẽ dắt tay nhau vào chung kết. Mời Ngô Mai Phương, Nguyễn Thị Như Ý và Nguyễn Song Khánh Đan. Các con đã sẵn sàng chưa? Cô mời nhạc nhé. Các con chính là tương lai của hip hop Việt Nam ạ. Wow, cô Chi Pu rất là áy náy nha khi mà không thể cho các con khăn được. Nhưng mà cô có nghĩ đến một món quà đặc biệt dành cho các con. Cô sẽ tài trợ cho các con toàn bộ chi phí sản xuất một clip nhảy. Có được không ạ? Còn nếu như các con muốn cô Chi Pu tham gia cùng các con nữa thì cô Chi Pu cũng đồng ý luôn. Ok. Nhiều ôm một cái nữa. Thank you. Cái điều mà Tú Anh nể phục nhất ở ba bé nhỏ đó là tất cả các anh chị dancer ở đó ai cũng mệt, nhưng mà đến lúc mà ba bé ra nhảy, ba bé ở độ tuổi rất nhỏ nhưng mà năng lượng ba bé vẫn giữ được rất tốt. Ba em bé ở Vinh quá là hip hop luôn, không thể tin được là ở Việt Nam lại có ba em bé nhảy hip hop như thế. Không biết là sẽ nên trao chiếc khăn trong vòng này cho ai. Và Chi mong muốn rằng là hai bạn sẽ lên đây freestyle và đấu với nhau để Chi có thể đưa ra quyết định. Đầu tiên là Annabelle. Với thể loại rocking cũng là một cái thể loại mà Chi đặc biệt rất là yêu thích. Chi thấy là bạn có một cái chất cũng như là một cái kỹ thuật rất là chắc chắn về rocking. Bên cạnh đó thì cái thần thái của bạn cũng rất là tốt nữa. Và chàng trai này. Ở bên cạnh đó thì Chi lại cho bạn battle với cả Kyo, là Kyo Tuấn Anh á. Thì bạn đó lại không phải đi theo thể loại walking mà là bạn ý là hip hop và biên đạo. Thì khi mà cho hai bạn đấu với nhau thì thực sự là bất thân thắng bại luôn. Yeah.
tuần đấy là em thấy em đã điên lắm rồi đấy, mà đối thủ của em còn điên hơn nữa. Tôi như là bạn ấy làm chủ toàn bộ sàn đấu luôn nhá. Bạn ấy power, xong rồi bạn ấy nhiều kỹ thuật, mà bạn ấy cũng xử lý âm nhạc rất là tinh tế. Thực ra hôm nay em có thể là chờ hơi lâu nên em hơi mất bình tĩnh một chút. Có một chút nhỉnh hơn tại vì bạn đã có những cái xử lý trong battle rất là thông minh và hài hước. Bạn ấy đã copy động tác của tất cả các thể loại để mang ra battle với cả Annabelle. Hey, đây chính là nhảy đường số, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Lia, đầu lạnh tim đóng, be the first you. Ủa hình như nhạc lại hơi nhỏ rồi đúng không ạ? Tại sao kỳ vậy ta? Em có thấy nhạc nhỏ không? Nhỏ. Sorry em. Alo, nghe không ạ? Sao nói không nghe gì vậy ta? Chị cũng lúc là lo về mặt thí sinh có ổn không hay là âm nhạc bị nhỏ hay không. Đó là mình cảm thấy là rất là respect Bảo Anh. Em cảm thấy bất ngờ vì chị có một cái sự đồng cảm rất lớn với anh em dancer. Anh phải to nhạc lên để cho các bạn dancer nhảy. Phùng Thái Sơn ạ, 1136. Hoàng Lan Phương. Em được kêu lên cùng với chị Rù. Thật ra chị Rù là một dancer battle rất lâu đời và có tiếng. Và là một trong những người tiên phong trong hip hop dance ở Hà Nội. Lúc đấy thì mình cũng sợ. Bảo Anh là ở bên phe bạn rồi đó, tại vì mình là team nữ, dạ. Nên là cố gắng nhé. Bên đây có hai người đó nha. Ủa? Bên đây có hai người đó nha. Ủa? Chắc là lady first. Hổ mang một cái năng lượng khiến cho người ta cảm thấy là nguy hiểm. Anh rất là bình tĩnh, không có nhìn ngang nhìn dọc, không có nhìn tới nhìn lui gì hết. Là tất cả mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ có tôi và cái sàn diễn này mà tôi phải thắng cho bằng được. Cái cách nhảy của em nó rất là nặng về thể lực. Lúc battler họ bắt đầu chọn cái cuộc hành trình này thì họ đã có một cái tinh thần chiến đấu bất chấp như vậy rồi. Cái đó nó trở thành nội tại của tất cả anh em. Yeah.
Và bây giờ em có một mục tiêu lớn hơn nữa là đem cái tên của Hip Hop Đà Nẵng cho tất cả mọi người trên cả nước biết, không chỉ là dancer không. Em ở đâu vậy? Em ở Đà Nẵng vậy? Sao đâu cho Đà Nẵng ơi! Nhưng mà đừng quên cô gái của chúng ta. Chị và tất cả các bạn sẽ đi ra đó và battle. Nếu như mà có khăn, chị sẽ gửi cho em. Close up, cực thơm mát, sát gần nhau. Tất cả chú ý, tất cả chú ý. Chỉ còn 30 phút nữa sẽ bắt đầu trận chiến giành khăn. Ok. Dù là khu phố có số khăn ít nhất, nhưng Khai Trần vẫn rất điềm tĩnh khi lựa chọn tuyển thủ. Phải chăng Khai đang ấp ủ một chiến lược tuyển chọn đặc biệt nào đó? Xin mời 1085-1037. Let's go! Ở với Street Dance Việt Nam thì thật sự hiếm hoi có được những nữ hip hop đến với chương trình. Mà Thiên Quân thì battle rất là đỉnh cao. Bảo Hân là một cái năng lượng quá, thật sự là rất là nhiệt huyết. Nếu mà khi đưa ra trận chiến bạn và 1037, liệu hai bạn có thể battle với nhau được không? À, tụi em mong là tụi em sẽ có hai khăn. Mình cũng là hai chị em tập với nhau. Trước khi thi là cổ vũ nhau lắm. Len hả, bình thường là một người rất là dễ thương, nhưng mà vô đấu là rất là máu, nó như là một người khác vậy á. Xong nó sẽ bay tới. Không kịp vui luôn, lúc đó là sẽ buồn trước. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight. Tại vì tưởng là nhiều khi là sẽ có cơ hội để được hai khăn. Bé Lan thực ra là một người nhảy freestyle rất là tốt. Hân thì khuấy động chương trình rất là tốt. Nhưng mà Kay nghĩ một cái người mà muốn đi sâu hơn thì sẽ phù hợp hơn cho chương trình là bạn Mai Thiên Quân. Thì tất nhiên là ai cũng sẽ rất là tiếc cho Bảo Hân vì hai bạn phải đối lại trực tiếp. Thế nhưng mà cuộc chơi thì có luật. Và các bạn phải biết là tuyển thủ của đội Cây Trần toàn là các tuyển thủ thi đấu battle. Và nếu mà các bạn cùng màu và cùng style thì chắc chắn các bạn phải bước đến cái quyết định là chiến đấu để loại nhau. Trong đây là ai là người yêu của nhau, giơ tay lên nào. Lúc đó mình quay sang mình nhìn Snoopy và kiểu phải mình đâu vậy? Phải mình. Hai người yêu à? Vợ chồng rồi à? Ôi,
tới cái câu chuyện bây giờ chuyện nhà mình không giải quyết được thì lên sàn đấu mình giải quyết. Sẵn sàng chưa? Tiền điện tiền nước nè. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Dạ. Ok, xin mời hai vợ chồng battle. Trời ơi, sao mà cây trình ác quá vậy trời? Sao lại để cho hai vợ chồng đấu nhau? Thật sự thì cây không có muốn chia rẽ tình cảm của hai vợ chồng đâu. Nhưng mà các bạn biết đấy, khi mà ở nhà có thể là tình cảm anh em, gia đình, vợ chồng. Nhưng mà khi mà bước lên sàn đấu rồi thì chúng ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất thôi. Đó chính là cống hiến hết mình cho đam mê. Và khi mà đam mê rồi thì chiến thôi. Không biết có cái duyên gì mà lúc nào cũng battle với nhau ở trên sàn á. Let's go! Cây Trần rất biết cách nhìn nhận các tuyển thủ. Và bạn ấy đặt ra một cái tình huống cho các tuyển thủ họ phải trải qua những cái khó khăn, tạo ra những cái trận chiến rất là hay. Từ đó mà Cây Trần chọn ra những tuyển thủ rất là giỏi. Chồng nhảy, vợ còn nhảy theo những điệu nhảy của chồng nữa. Trời ơi, siêu dễ thương. Đứng ngoài là chỉ muốn xông vô nhảy theo. Khi hai vợ chồng battle là không có gia đình gì hết nha. Battle là battle. Thương vợ nhiều hơn nhé. Đúng nghĩa là Huy cầm khăn nhưng mà vẫn nắm tay Thảo. Thì đó, cái khăn đó là minh chứng là hai người này đã hết mình vì cái khăn này. Trong một cái hành trình quá dài, khi mà mình chứng kiến cái người bạn của mình họ cố gắng tập luyện cho cái việc này như thế nào thì mình cảm thấy rất là xứng đáng. Mà một phần mình vẫn tiếc cho mình, tại vì mình cũng có cái khát khao đó, mình cũng muốn được lấy chiếc khăn đó. Nhưng mà khi mà chiếc khăn đã trao rồi thì mình cảm thấy không còn gì hối tiếc nữa. Mình cảm thấy người bạn của mình xứng đáng. Yeah.
là đẹp trai nên là nhảy bình thường bé cũng đẹp trai. Ờ, nói giỡn chứ anh nhảy đẹp thiệt. Mà điểm mạnh nhất của ảnh là âm nhạc. Và khi mà anh nhảy thì cái thẩm mỹ về hình thể của ảnh rất là tốt nữa. Kiểu rất là bắt mắt. Không nhớ gì cả sau cái màn freestyle đấy. Nhưng mà mình biết là với kinh nghiệm của mình và với cái kỹ thuật của mình và bài nhạc mình cũng nghe đi nghe lại khá là nhiều lần ấy. Đấy. Thì mình cũng lấy được cái khăn của anh Cây Trần một cách nó cũng tương đối là không khó khăn lắm. Ngầu đấy. Những người ngầu ngầu hay đi chung với nhau. Xin mời call out. Nghiêm khắc và kỹ tính là hai từ dùng để hình dung về phong cách tuyển chọn của Trọng Hiếu. Liệu việc kéo dài thời gian tuyển chọn có giúp Trọng Hiếu tìm ra được những tuyển thủ tốt? Cho Hiếu xin thêm một round được không? Mình thật không thật sự đồng tình lắm về hình thức mà anh ấy chọn để tuyển lên các dancer. Nhưng mà thật sự là ông chưa thuyết phục được Hiếu. Cho Hiếu xin vòng một vòng nữa nhé. Trọng Hiếu hầu hết gần như là mọi người battle với nhau lấy khăn luôn. Trọng Hiếu khá là gắt trong việc trao khăn. Vì có những bạn câu ao xong 2 vòng vẫn không nhận được khăn. Mình thấy anh Hiếu là một người khá là tỉ mỉ và chi tiết. Mỗi quyết định anh ấy đưa ra mất khá nhiều thời gian. Mình không thể nghĩ được là nó lại lâu đến như vậy. Anh ơi, có những tuyển thủ rất tốt đằng sau. Đôi khi nó cần phải hên xui một chút. Mình cảm nhận là mình có thích cái kỹ thuật của người này không, mình có thích cái con người này không. Và xác định được luôn. Tất cả những gì mà các bạn ấy có thể thể hiện tốt nhất ấy, là nó đã xảy ra ngay từ cái round đầu tiên rồi. Khi mà Hiếu lựa chọn những các bạn để trao khăn ấy thì thực sự đối với Hiếu rất là khó, tại vì là mọi người nhảy quá hay, quá nhiều các bạn mà khả năng rất là tốt và skill rất là đỉnh. Và Hiếu không muốn làm một cái điều gì sai, Hiếu không muốn bỏ lỡ ai cả, rất là kiên quyết với cái sự lựa chọn của mình. Trọng Hiếu có suy nghĩ riêng của mình về cái cách mà sàng lọc của ảnh, cho nên là mình tôn trọng điều đó. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời đội trưởng mà thương đê xưa. Mình sót lắm ấy, thật sự. Ê... đau lòng lắm ấy, đau lòng lắm ấy xưa. MC Bird! Bộ quần áo rất đẹp rồi đấy. Rất là đặc biệt. Đàn ông chính thức à? Cái gì? Chân chính. Đàn ông chân chính mặc màu hồng. Khi mà cái phần trình diễn của anh MC Bắc kết thúc thì anh Hiếu có hỏi là có ai muốn battle không? Và tất cả mọi người tự nhiên ở xung quanh tập trung dồn vào mình và kêu bát lên đi. Thì trong vô thức lúc đấy mình đang rất là buồn ngủ, mình không nghĩ gì cả, mình cứ thế mình bước lên thôi. Xin chào mọi người. Chào anh Hiếu. Hello. Em tên là Nguyễn Đức Anh, nghệ danh là Park Regan. Em là crumber số 1 Việt Nam. Và tất cả mọi người đều biết điều đấy. Let's go!
chiến đấu này thật sự thiếu nhìn được cái sự chiến đấu trong mắt của MC Buck. Bác hãy giữ cho tim của Hiếu ấm áp nhé, đừng có làm nó vỡ tan nhé. Thét, chúc mừng Thét. Hôm qua vợ của Thét mới đẻ. Chỉ muốn gửi cái lời này đến với cả vợ mình và con trai mình. Đây. Cảm ơn vợ rất nhiều. I love you. Bọn mình chắc chắn là vợ và Yuki rất là tự hào về thế. Chính là hai chứng minh. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Hiếu muốn gửi lời cảm ơn tới người vợ của Pat. Trước đây là chúc mừng chị đã đẻ được và sinh ra đúng không? Chúc mừng chị đã sinh bé. Chúc mừng chị đã sinh ra bé Ichi và rất là khỏe mạnh. Và cảm ơn chị đã cho Pat cái cơ hội được đến đây với Street Dance Việt Nam. Đây chính là những đường phố tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Mirinda, ngọn sóng lưỡi bừng sáng tạo. Chiến đấu còn có đó. Dạ, xin mấy anh chị bình tĩnh. Thưa quý vị, đây là cuộc họp tổ dân phố đầu tiên của chúng tôi. Ngay bây giờ, hai đội của Kay Trần và Trọng Hiếu sẽ ba đồ với nhau. Tôi có một cái thùng thăm. Trong đây là hai choice, hai lựa chọn. Một sẽ là routine battle, hai sẽ là freestyle battle. Và nếu routine thì chúng ta sẽ có 15 phút để cho hai đội trưởng tập trung với những cái bạn mà các bạn lựa chọn để bước ra battle. Còn nếu mà freestyle thì chỉ việc nghe nhạc và bước ra nhảy thôi. Trong phố của Hiếu có rất nhiều các bạn dancers nhảy xuất sắc luôn. Và Hiếu muốn thêm khăn để trao cho các bạn đó. Lúc đầu thì đã tha thứ cho Kê. Bây giờ đã đến lúc anh em ta vào công trường. Em sẽ là một chiến binh để giành khăn cho cô của mình. Yes sir! Anh Hiếu ơi, Hiếu ơi, anh Hiếu ơi. Trên sàn đấu chúng ta luôn là những chiến binh, chiến hết mình vì team, vì khu của mình và vì tất cả các tuyển thủ để chứng minh mình là một captain xứng đáng. Nhưng dưới sàn đấu, em mãi là người em của anh. Để mấy mê mình nào. Ở bên khu phố của anh cũng có ai hết. Cho nên để yên cho tụi em đấu, ok. Tôi mời hai captain qua đây ạ. Hai bạn thống nhất đi nào. Chúng ta chọn chai nào? Hiếu chọn chai này. Ok, em chọn theo anh Hiếu. Rồi, mời Hiếu mở ra luôn. Thưa quý vị, đó là routine battle. Luật thi đấu như sau, các bạn chú ý lắng nghe. Đây là phần 3 đấu 3. Đội trưởng của mỗi đội sẽ chọn ra thêm 2 thí sinh đã được thăng hạng để tham gia phần thi routine battle này. Và trận chiến sẽ có 2 hiệp đấu. Trước khi battle, mỗi đội trưởng chọn một bản nhạc cho mỗi vòng thi. Nếu như kết quả hòa sau 2 vòng đấu
thì hai đội sẽ đấu tiếp cái hiệp thứ ba. Và âm nhạc lần này sẽ do nhà sản xuất chọn. Và đội thắng sẽ nhận được 2 khăn. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ nghe 3 bài nhạc beat số 1. Và beat số 2. I got my dream on the V12, fixing my flow on the detail. Yeah. Then take off to the seatbelt. No. No phone, no text, no email. Mấy em gái sing to the detail. Kiếm thêm mùi hàng. Yeah. My 16. Beat số 3. Country quá nha. Sau khi nghe nhạc thì có một cái chiến thuật rất là rõ ràng. Thật sự là Hiếu nghe rồi anh chỉ biết liền là một cái là Hiếu muốn làm như thế nào. Là bài đầu tiên là Hiếu muốn tung ra skills. Tại vì là nó không có lời nhạc, nó chỉ có kiểu mấy cái beat và Hiếu muốn bắt được những cái beat, Hiếu muốn kill the beat. Bài thứ hai là nó hơi chậm hơn một tí, thì chúng ta mình bắt vào những cái lời. Em chọn beat số mấy? Em chọn beat số 1. Đến lượt Trọng Hiếu, Trọng Hiếu chọn beat số mấy? Hiếu chọn nhạc số 2. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là lúc rất là quan trọng để chúng ta biết là hai đội trưởng sẽ chọn ra cư dân nào trong khu phố của mình thi đấu hai trận này. Cho Hiếu xin họp lại nhé. Cứ họp. Nhưng mà bạn hiểu không? Đây là battle routine. Cái nào là battle routine là phải cay, phải routine chung với anh em. Sẽ dùng cái piano của em đổi bang rồi. Nó vẫn là tiếng, dù vậy nó vẫn là tiếng quốc mà. Tiếng quốc, tiếng quốc, tiếng quốc mà. Em sẽ dùng cái này để đổi bang rồi. Ma Thiên Quân có khả năng bẻ cơ, bẻ khớp rất là ấn tượng. Còn Snoop thì nghiêng về sức mạnh. Và hai bạn đó cũng thuộc dạng thể loại hip hop, cũng đồng với là thể loại của K. Nên là routine thì thứ nhất là mình sẽ đơn giản hơn, chuyển hóa nhanh hơn trong vòng 15 phút đó. Hiếu chọn Buck và Zuki tại vì là hai bạn là biết nhảy all style và biết battle. Mời Trọng Hiếu. Hiếu chọn MC Buck và và Zuki. Còn bên K thì sẽ chọn ra hai tuyển thủ nào? Đây con trai không hả? Chuyện quá bình thường. Em chọn Quân. Lúc mà mình nghe cái đó thì mình cảm giác là thời tới rồi. Thành ra mình bẻ anh em thôi. Và tiếp theo là em chọn Snoop. Thời gian 15 phút chuẩn bị tập dượt cho cả hai khu phố. Bắt đầu 15 phút sau họp tổ dân phố. Làm sao làm tất cả các anh em đằng sau có thể đi được chung luôn. Vâng. Nhá. Okay. Mọi người tập trung nhá. Dành khăn cho team mình. Làm sao những cái người mà tài năng nhất đừng để họ bị thất vọng. Nhá. Let's go. Khi mà tập cùng với bọn mình, tập cùng với anh em ấy, kiểu nó gần gũi lắm, cảm giác đấy. Bạn này nó rất là hip hop ở với bọn mình tất cả thời gian luôn, cứ tập là tập liên tục. Trong cái khó, nó cái khăn. Liên, đầu lạnh tim nóng, be the first you. Đường chiến kẹt khăn tại quảng trường trung tâm, chính thức bắt đầu. Ok.
bạn thân mến, như vậy là sau 15 phút chuẩn bị tập luyện thì hiện nay hai khu phố đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ chiến đấu vì tinh thần peace and love and khăn. Bởi vì đội chiến thắng sẽ được 2 khăn, ladies and gentlemen. Và đây là phần routine battle, đó là phần thi tổ hợp. Cho nên chúng ta cũng phải cần có những nhân vật có trình độ để phân ra bên nào sẽ là bên thắng. Và xin giới thiệu, vâng thưa quý vị, đó là những giám khảo, là những cố vấn của chương trình đầy đủ chuyên môn và được mọi người yêu mến và tín nhiệm. Thưa quý vị, Mai Tinh Vy. Biên đạo Phước Ly. Biên đạo Việt Max. Và biên đạo Dodo Nguyễn. Vâng, cũng xin được giới thiệu trọng tài Tâm Văn Nghệ. Yeah. Everybody make some noise. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đấu hai bài beat. Bài beat số 1 là round 1, bài beat số 2 là round 2. Round 1 là KD trước, đội của Trọng Hiếu đi sau. Round 2, đội Trọng Hiếu đi trước và đội KD đi sau. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ phần routine battle giữa đội Trọng Hiếu và đội K Trần để giành hai chiếc khăn về cho khu phố của mình bắt đầu. Round 1. Team K Trần. No phone, no text, no email. Mấy em gái xinh thì đã detail. Kiếm thêm mỗi hàng soi mi sao. Từng câu tao nói để có uy tín. Fake S, fake G để có kích kèo. My verse still lead. Và tụi mày biết đó là 16. Giờ talk so cheap. Mấy thằng bởi đi lên đường nhích lên. Don't waste my time. Chỉ một đường đi thẳng tới đích đến. Don't need no drum. Anh ghi tên mình vào trong big game. Nhạc tao chỉ có freaking dope. And stop for the fucking
fucking low. Nhạc em is a tricking rush. I still got the fucking show. 9 năm cùng với cả 16 hustle từ Bắc cho tới Nam. Gia đình homies và công việc, cộng một tình yêu cùng với rap. Quá nhiều thời gian ở sân bay, điện thoại không cần dùng vân tay. Chẳng cần chiêu trò để nổi tiếng, lời nhạc của tao nó vẫn bay. Thời gian của tao nó là vàng, lời nói của tao nó là vàng. Ngày càng có thêm nhiều dự án, bắt tay rồi cứ thế mà làm. Yeah. Don't waste my time. Don't waste my time. Don't waste my time. Don't waste my time. Yeah, okay, okay. Tôi nói cây chương. Chuyện, chuyện. I got my dream on the V12, fixing my flow on the detail. Headband take off, got a seatbelt. No phone, no text, no email. Mấy em gái xinh thì đang đi theo. Kiếm thêm mỗi hàng rồi mới sell. Từng câu tâm nói để có uy tín. Fake S, fake G để có kích kèo. My verse still lead. Và tụi mày biết đó là 16. Your talk so cheap. Mấy thằng bởi đi để được nhích lên. Don't waste my time. Chỉ một đường đi thẳng tới đích đến. Don't need no drama. Tăng vì tên mình và trong big game. Nhạc tao chỉ có freaking dope. I start from the fucking low. Các em ở dưới tricking bot. I still want the fucking show. 9 năm cùng với cả 16 hustle từ Bắc cho tới Nam. Gia đình homies và công việc, cộng một tình yêu cùng với rap. Quá nhiều thời gian ở sân bay, quá nhiều thời gian ở sân bay. Điện thoại không cần dùng vân tay. Chẳng cần chiêu trò để nổi tiếng. Lời nhạc của nó vẫn bay. Thời gian của nó là vàng. Lời nói của nó là vàng. Ngày càng có thêm nhiều dự án. Và các bạn khán giả thấy như thế nào ạ? Có cháy không ạ? Anh Hiếu thì tuy ảnh già đấy, nhưng mà thực sự thì anh cũng nhảy rất là hay, rất là respect. Nó cái động tác mà khi làm 3 lần, chú điểm đúng 3 lần, ông em à, ngả thế này này, ngả. Sau đó mọi người bắt bàn tay ấy, sau đó ai cũng ô, 1, ô, 2, ô, 3. Mình thấy mình tức là mình bảo là, mình làm cái đấy không tay cũng được, không có ai cần đỡ mình cũng làm được. Lúc đó là mình tức quá, mình xuống hẳn luôn, bước đến Mai Thiên Quân ấy. Lúc đó là kiểu mình lại chiến quá. Lúc đó là mình kiểu não của mình nó tắt luôn và mình bảo là ok, chỉ chiến thôi. À, chúng ta nghe một ít nhận xét nhỏ nhỏ đến từ những vị giám khảo để họ cũng có một cái sự chia sẻ về cái tổ hợp mà chúng ta đã dàn dựng trong hai cái bài vừa rồi. Mời Phước. Wow, hai round thật sự rất là cháy. Mọi người tận dụng hết được những cái skill, kỹ năng của từng cá nhân. Phước thấy một cái phần dùng sử dụng cái khăn và kết nối với nhau làm rất là hay. Yeah. Đầu tiên là ở phía Trọng Hiếu thì mình cảm thấy là cái sức mạnh đồng đội nó rất là lớn. Và đặc biệt là ba người đứng ra thi đấu thì mọi người có cái năng lượng đồng đều với nhau, làm tất cả các cái skill cùng với nhau. Còn ở phía bên Cây Trần thì Mai cảm thấy là tất cả các cái liên kết của mình vô cùng thông minh. Chỉ muốn nói rằng là tôi yêu tất cả các bạn. Đặc biệt xin dành tình yêu cho Trọng Hiếu và Cây Trần. Yeah, bởi vì ở đây chúng ta, tất cả các anh em dancer đều biết cả hai bạn đều không phải dancer chuyên nghiệp. Thế nhưng các bạn đến đây, các bạn cháy hết mình, các bạn tập với các bạn từng giây phút. Đặc biệt là Cây Trần, các bạn bị chấn thương nhưng bạn vẫn không bao giờ bạn bỏ cuộc. So đấy là cái tinh thần mà thực sự là tất cả các anh em chúng ta rất là tôn trọng đến với Cây Trần. Và cả Trọng Hiếu nữa, tất cả chúng ta đến đây là bởi vì tất cả chúng ta yêu nhảy múa. Chúng ta yêu hip hop, chúng ta yêu street dance. Trước hết là cho Dodo lời gửi lời cảm ơn tất cả anh em dancer đang ở đây hôm nay. Tại vì mọi người đã mang lên đây một cái tinh thần của street dance. Đây là street dance Việt Nam và tất cả anh em street dancer mình ở tất cả những trận đấu mình thường đều mang lên đây tất cả năng lượng, tất cả những nhiệt huyết. Cảm ơn tất cả mọi người. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ có kết quả đến từ ban giám khảo cho cả hai round thi đấu cho phần routine battle vừa rồi. Judge 3, 2, 1. Yeah! Và đội giành chiến thắng đó là Trọng Hiếu. Cảm thấy rất là vui tại vì là chiếm được hai cái khăn
để trao được cho các bạn tuyển thủ trong khu phố của Hiếu. Nhưng mà thôi, có chơi có chịu, thua thì thôi làm gì căng. Mình sẽ gỡ lại kèo khác, còn thở là còn gỡ, đợi đấy. Thưa quý vị, 3 phiếu trên 4 phiếu đã thuộc về team Trọng Hiếu, và chúc mừng team Trọng Hiếu có được thêm 2 khăm. Yeah, xin được chúc mừng. Và các bạn ơi, chúng ta cũng không quên dành những tràng vỗ tay thật lớn cho đội K-Tron. Vâng thưa quý vị, và tất cả những gì vừa diễn ra trong sân khấu vừa rồi, đây chính là nhảy đường phố Street Dance Việt Nam. Kết thúc tập 2, đội trưởng Trọng Hiếu đã thành công mang về thêm 2 khăn cho khu phố của mình. Điều này chứng tỏ sự nghiêm khắc của Trọng Hiếu đã phát huy hiệu quả. Dù thua trong trận chiến giành khăn, nhưng Kay Trần và các tuyển thủ đã cống hiến những màn trình diễn vô cùng bùng nổ. Trong khi đó, Bảo Anh liên tục tuyển chọn được nhiều tuyển thủ giỏi. Mặt khác, sự hào phóng của Chibu lại khiến cho khu phố ngày càng náo nhiệt và lộ diễn nhiều nhân tài. Ok, chúc sức khỏe mọi người. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vô. Những ai đã làm nghề của công chúng mà không mong muốn nổi tiếng thì anh khuyên là thôi anh nên ở nhà. Bằng một cách nào đó chúng ta nên mong muốn được người ta biết đến, được người ta ghi nhận, được người ta yêu thương. Thay đổi tư duy một chút là đừng có nói là em không cần nổi tiếng, em không cần là quán quân, em không cần là quán quân tới đi thi làm chi. Phải muốn mình là quán quân mới đi thi. Anh nói thiệt, hôm qua anh gặp một thí sinh, anh rất là buồn, bởi vì nó quá hay trong mắt anh, nó rất là tuyệt vời trong mắt anh. Kiện tướng là top của những top trong popping. Ngày trước bạn là một người rất là đẹp trai, giống như Trọng Hiếu đây, như Kay Trần đây. Bạn tuyệt vời, hot boy. Hôm nay tôi nhìn lại, bạn thả lỏng cơ thể nặng nề rồi đi thi. Thấy bạn nhảy xong anh nói, trời ơi, nó kinh khủng hơn cái ngày đầu anh gặp bạn. Có nghĩa là cái tài năng nó không biến mất. Anh nói là có cách nào, em hứa với anh, em lấy lại cái nhân vật cũ mà anh đã từng gặp nó, em cho anh gặp lại cái người đó được không? Và nếu như em may mắn em vào những cái top 2, top 3, hay em là quán quân của cuộc thi, em đại diện cho cả một đất nước là những người dancer giỏi nhất của Việt Nam. Và bạn ấy nói với anh sao? Em hứa với anh Thành, em sẽ trở lại. Nói một câu đó tôi xúc động các bạn. Mình biết là người ta cần một cái gì đó động lực để người ta trở lại hay như người ta đã từng. Và anh đợi chờ điều vì Street Dance Việt. Như thế nào anh giữ được cái phong độ đó từ hồi xưa đến bây giờ luôn? Sẽ có những lúc mà mình bỏ quên mình, nhưng tôi đã nói rồi, anh luôn nhắc mình nhận ra tới những lúc mà không chấp nhận được nữa, mình nhìn vào gương, ê là người khác rồi, sẽ trở lại, đúng không? Chính xác. Lúc nào cũng vậy, mình phải tự nhắc mình, không nhắc mình là đi luôn. Anh được ngộ ra bởi một câu nói của một cái người yêu cũ của anh trước đó. Ngày xưa anh ra đường, anh mặc rất là bình thường, một cái áo thun, một cái quần short. Cái người bạn đó nói là, ủa tại sao anh là nghệ sĩ lớn, anh có thể mặc như vậy ra đường nhờ? Cái nói là, em ơi, thông cảm cho anh đi. Anh lên sân khấu anh làm make up rất là nhiều, anh mặc đồ, anh dress up rất là nhiều rồi. Cho anh ngày thường là một anh bình thường được không? Cho anh được thở được không? Bạn ấy nói là, ủa anh, nó cũng là một cái áo, cũng là một cái quần. Nếu anh biết phối nó vẫn ra một bộ đồ đẹp, chứ không nhất thiết cứ phải là cái áo này và cái quần này. Tại sao anh lại bê bối như vậy? Bạn ấy nói đúng một câu mà anh tỉnh ra tới bây giờ. Bạn hỏi là, anh là người của công chúng, khán giả trả tiền để anh đẹp mà. Người ta trả tiền để nhìn anh hay ho, để người ta có niềm tin, để người ta theo mà. Tại sao anh lại làm ngược lại cái điều mà người ta muốn thấy vậy? Em ơi, cãi đi. Chơi khó vậy ai dám chơi? Bạn không cần nói, Battle sẽ cho bạn biết bạn là ai. Các đội trưởng ơi, mình làm cái gì các đội trưởng mà tại sao ai cũng muốn chắp cổ Hiếu ấy?
Rất là căng thẳng. Thời cơ đến rồi. Cố lên anh em. Đón xem vào tuần sau lúc 21 giờ tối thứ 6 trên kênh HTV7.